kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi chuyên mục Nông dân hiện đại. Thưa quý vị, khoa học công nghệ ngày càng thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và là xu thế tất yếu của hoạt động sản xuất sinh hoạt của con người. Đối với nhiều ngành nghề vẫn mang nặng yếu tố truyền thống như là nông ngư, sự xuất hiện của các loại máy móc với những công nghệ mới đã mang lại những thay đổi về năng suất và chất lượng vượt bậc. Tuy vậy, vẫn có những góc khuất mà ở đó, dù sự hỗ trợ của công nghệ vẫn mang lại những thành quả đáng khích lệ, song hành trình ứng dụng vẫn còn nhiều chông gai. Chuyên mục Nông dân hiện đại kỳ này, sau phóng sự về những nỗ lực thúc đẩy các sản phẩm OCOP tại Phú Yên, là phóng sự phản ánh câu chuyện ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương, nhưng giá bán lại chưa tương xứng ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Còn trước tiên là những thông tin liên quan đến nông nghiệp và khoa học công nghệ trong chuyên mục Nông dân hiện đại kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, nhiều doanh nghiệp nước này đang có nhu cầu tìm hiểu, thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong lĩnh vực trang trại thông minh. Trong tuần lễ quan hệ đối tác tăng cường Việt-Hàn 2024 vừa được tổ chức, 15 công ty hoạt động trong lĩnh vực trang trại thông minh Hàn Quốc đã có đến 105 cuộc gặp gỡ xúc tiến thương mại với các đối tác Việt Nam. Các bên đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác có trị giá 2,69 triệu đô la Mỹ. Về phía Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng rất quan tâm đến các công nghệ liên quan trong lĩnh vực phát triển trang trại thông minh. Nếu áp dụng rộng rãi, các trang trại thông minh sẽ góp phần to lớn vào sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp Việt Nam và tăng thu nhập cho nông dân. Mỗi năm, sản lượng thanh long ở Bình Thuận khoảng 600.000 tấn, trong đó 20% sản lượng được tiêu thụ ở thị trường nội địa và có đến 80% xuất khẩu sang Trung Quốc. Vì vậy, định hướng sản xuất ở vùng thanh long Bình Thuận là không mở rộng diện tích mà tập trung đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường. Đến nay, trong hơn 27.000 hectare thanh long ở Bình Thuận, đã có hơn 10.000 hectare thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chính sự gắn kết giữa nông dân với các hợp tác xã, các doanh nghiệp thu mua với sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan quản lý sẽ là con đường để khẳng định chất lượng, giữ vị thế của mặt hàng thanh long trên thị trường. Tiếp nối thành công lễ hội sầu riêng huyện Krông Bắc lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2022. Lễ hội sầu riêng huyện Krông Bắc lần thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 năm nay với chủ đề Sầu riêng Krông Bắc phát triển và hội nhập. Lễ hội lần này được đánh giá là có quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động mới đặc sắc hơn lần tổ chức trước đó với các hoạt động như hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương, ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc huyện Krông Bắc mở rộng, trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ, hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Hướng đến việc tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất, thời gian qua, nông dân Hà Tĩnh đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ở các huyện trọng điểm sản xuất lúa tại Hà Tĩnh như Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ, ngay sau các đợt dồn điền đổi thửa là công cuộc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 9.630 máy cày các loại, gần 700 máy gặt đập liên hợp, 15.600 máy cắt lúa, rải hàng. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đối với cây lúa đạt gần 99% diện tích, thu hoạch bằng máy gặt lúa 97,3% diện tích. Việc gia tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất đã nâng cao hiệu quả canh tác, giảm sức lao động và bảo vệ sức khỏe cho người nông dân, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu lao động vào thời điểm chính vụ. Thưa quý vị và bà con, chương trình Mỗi xã một sản phẩm là giải pháp quan trọng phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, phát triển ngành nghề nông thôn gắn với liên kết theo chuỗi giá trị nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy nhiều sản phẩm độc đáo mang đậm giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất đã thu hút được khách hàng, từ đó góp phần phát triển thị trường và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm OCOP. Ghi nhận tại Phú Yên, một vùng đất không chỉ có hoa vàng cỏ xanh mà còn nhiều sản vật hấp dẫn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Bình Minh là một trong những chủ thể có sản phẩm cá ngừ đại dương phi lê được công nhận là OCOP 4 sao. Để sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng trong nước,
doanh nghiệp này đã xây dựng chuỗi liên kết với ngư dân, từ khâu đánh bắt đến tiêu thụ. Sản phẩm cá ngừ đại dương của đơn vị này hiện đang được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước. 4 sao này là cái quy trình của nhà máy, là đang sử dụng những cái thiết bị công nghệ rất là hiện đại, chẳng hạn như là áp dụng công nghệ của Nhật Bản vào bảo quản sản phẩm, là những cái Kuliban là bảo quản cái chất lượng sản phẩm cá là nó tốt hơn, nên khi mình sản xuất ra được cái những cái thành phẩm thì nó tốt hơn cái những cái thiết bị bình thường của Việt Nam mình đang có. Sản phẩm nước mắm truyền thống của hộ gia đình này được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao được hơn 3 năm. Sống ở làng biển, chuyên đánh bắt cá cơm nổi tiếng của Mỹ Quang, sản phẩm được gia đình muối theo cách truyền thống. Chủ thể của sản phẩm cũng đang tiếp tục nỗ lực để mẫu mã ngày càng thêm đa dạng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Chất lượng của sản phẩm luôn duy trì và đặt lên hàng đầu. Bởi vì mong muốn là cái sản phẩm làm ra thì mình dùng được và người tiêu dùng cũng phải dùng được. Và thứ hai là mình hàng ngày mình đều cải tiến mẫu mã nhiều hơn, ví dụ làm bao bì, làm sản phẩm, làm thay đổi mẫu mã để nó bắt mắt hơn. Bởi vì người tiêu dùng bây giờ họ mua sản phẩm với sự bắt mắt, cho nên bắt buộc mình phải thay đổi mình để đáp ứng thị trường. Nếu không thay đổi thì không thể nào ra được. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 267 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao, 257 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó có 2 sản phẩm du lịch cộng đồng của huyện Tuy An. Các sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên rất đa dạng. Nhiều sản phẩm khi được chứng nhận OCOP đã nhanh chóng tiếp cận với thị trường, giá bán tốt. Tại cửa hàng đặc sản này, có khoảng 50% mặt hàng là sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Yên. Nhờ sự liên kết giữa chủ thể và chủ cửa hàng chuyên bán đặc sản cho khách du lịch, mà các mặt hàng OCOP đã được du khách biết đến nhiều hơn và sức tiêu thụ cũng nhiều hơn. Như trong mùa hè này, sức tiêu thụ đã tăng lên khoảng 2 đến 3 lần. Ở đây mình bước đến đây, cái gian hàng này rất là đẳng cấp, rất là sạch sẽ và rất là nhiều đặc sản rất là ngon và rất là phong phú, rất là các nhiều mặt hàng rất là phong phú. Sắp tới, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ít nhất 2 lớp tập huấn đào tạo cho cán bộ chủ thể OCOP tham gia chương trình OCOP năm 2025. Tập trung vào các nội dung yêu cầu tối thiểu để đạt sản phẩm OCOP 4 sao, đồng thời hỗ trợ điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm, xây dựng câu chuyện sản phẩm, hỗ trợ phát triển mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói sản phẩm OCOP. Từng cái giá trị, từng cái sản phẩm OCOP thì phải nói là được cái đông đảo cái người dân họ hưởng ứng và tìm hiểu về cái sản phẩm này. Đồng thời đó thì những chủ thể về sản phẩm OCOP họ đi tìm hiểu những cái sản phẩm bản chất của văn hóa của từng cái vùng của mình đã đem cái câu chuyện đó đến với người tiêu dùng, thì phải nói đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực. Cầm cái sản phẩm của OCOP lên, nó gắn với một câu chuyện thì mà đem lại cho cảm giác sự tìm hiểu về tìm tòi về cái giá trị. Có thể nói trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP của tỉnh Phú Yên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Sự vào cuộc phối hợp hiệu quả của các sở ngành đoàn thể để triển khai đồng bộ và thống nhất. Từ đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình đã có nhiều thay đổi nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chương trình OCOP đối với việc phát triển sản phẩm và chiến lược sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị, cá ngừ đại dương là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành đánh bắt hải sản xa bờ nước ta. Những năm gần đây, nhờ việc ứng dụng các công nghệ bảo quản mới mà chất lượng của cá ngừ đại dương do ngư dân nước ta đánh bắt đã được cải thiện đáng kể. Bình Định, địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương vào hàng đông đảo nhất cả nước, vẫn đang tiếp tục khuyến khích hỗ trợ chủ tàu đầu tư ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là quy trình công nghệ khí nitơ nano trong bảo quản cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ bảo quản mới mang lại chất lượng con cá về bờ cao hơn, song người dân vẫn chưa mặn mà lắm. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên tìm hiểu tại sao lại có nghịch lý này. Cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong những chợ đầu mối hàng đầu cả nước về cá ngừ đại dương. Trúng đợt, trên bến dưới thuyền tấp nập. Với hơn 2.300 tàu cá, trong đó có trên 92% là tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Sản lượng cá ngừ đại dương trung bình 13 đến 14 ngàn tấn một năm. Hoài Nhơn là một trong những địa phương được tập trung triển khai hỗ trợ công nghệ mới
trong bảo quản cá ngừ đại dương sớm nhất và tích cực nhất tại Bình Định cũng như cả nước. Từ năm 2019 thì Viện Nghiên cứu Hải sản phối hợp với Sở Nông nghiệp đã triển khai thực hiện cái dự án thí điểm trên 10 tàu cá câu cá ngừ đại dương tại Hội Nhơn, đưa cái dự án đó vào cái chương trình khuyến nông khuyến ngư năm 2021 thì đã phối hợp triển khai trên 3 tàu cá và cái chất lượng sau khi đánh giá của cái chương trình đó thực hiện rất là tốt, chất lượng tăng lên rất là hiệu quả. Công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương đang được triển khai hiện nay là công nghệ của Nhật Bản. Quy trình ứng dụng công nghệ này bao gồm 6 bước kỹ thuật: tạo nước biển lạnh, vận hành thiết bị tạo khí nitơ nano. Sau khi cá được câu lên thì sử dụng sốc cơ làm ngất cá, kéo lên sơ chế nhanh bằng cách xả máu, chọc não, phá tủy, mổ lấy nội tạng, rửa sạch. Sau đó đưa xuống hầm lạnh, sục bọt khí nitơ nano, bảo quản bằng tre móc cá dạng đứng. Qua nhiều giai đoạn thí điểm của những dự án khác nhau, nhiều ngư dân Hoài Nhơn đã tiếp cận và áp dụng công nghệ này ở những mức độ cũng khác nhau. Tàu cá của anh Bùi Văn Xếp đã làm hầm bảo quản theo công nghệ mới. Dù chưa có nitơ nano, nhưng kết quả cũng đã rất khả quan. Khác biệt chứ, nó cá nó tốt lắm. Cá nó tốt lắm, chứ lại nó không có hào ná nữa. Mình làm một lần bộ rồi bắt đầu, nó không có xem cá, không xem gì hết đó. Còn ví dụ mình làm theo truyền thống á, làm cần ví dụ như mình bỏ xuống hầm bảo quản đúng không? Mình cầm phải xem cá nhiều. Trong khi đó, tàu của anh Nguyễn Văn Trạng và một số tàu khác đã được đầu tư trang bị đầy đủ các thiết bị của quy trình bảo quản bằng nitơ nano. Là người ứng dụng khá tốt quy trình công nghệ mới, anh Trạng đánh giá chất lượng con cá ngon hơn hẳn cách bảo quản truyền thống. Khi mà con cá mà anh muối cái công nghệ bình thường, muối đá bình thường, cái lớp đây trồng lớp kia, là con cá dưới nó sẽ bị đì. Mà thậm chí là cái méo của con cá ở trong con cá trên nó nhiễu xuống là con cá dưới bị ảnh hưởng, là con cá dưới rất là xấu. Còn riêng về cái hầm đây, con nào ra con nấy, không con nào điền con nào hết, tại vì im mới mới thấy nha. Rồi khi xử lý là có chất nhựa, mình xử lý nitơ là chất nhựa nổ lên trên con cá không bao giờ bị phèn. Nếu mà đánh giá chất lượng con cá với cái công nghệ mới này với con cá mà ướp theo cái kiểu truyền thống thì là chất lượng thế nào, 1:8, 1:10 hay là nhiều đó, cách xa cái đó, cách xa luôn. Nếu mà khi mà đem thử cá, đem ra phân tích người ta nó biết liền. Con cá nếu mà cái người mà cảm giác mình bị giác á, anh á, là con cá đây là hình như là cái chất tư sống của nó là nó đạt hơn mà con cá kia, nó không có rót cái thịt đi. Chính nhờ học hỏi và áp dụng các quy trình xử lý và bảo quản cá ngừ tiên tiến mà chất lượng cá ngừ đại dương của Bình Định nói riêng và các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung đã chuyển biến rõ rệt trong những năm gần đây. Đáng lý ra, với sự vượt trội về chất lượng cá mà công nghệ mới trong bảo quản cá ngừ đại dương mang lại, việc đầu tư và ứng dụng quy trình mới phải được các chủ tàu và bà con tích cực hưởng ứng sâu rộng từ nhiều năm qua mới phải. Đằng này, dù được hỗ trợ một nửa số tiền đầu tư thiết bị, vẫn không có ai đăng ký thêm. Còn những tàu đã lắp đặt theo các dự án trước đó, hầu hết đều không còn vận hành. Ở đây hiện giờ chắc cũng mười mấy 20 chiếc thôi á. Mười mấy 20 chiếc đã có công nghệ này rồi. Dạ dạ dạ. Từ khi mà năm 2017, 18 gì á, làm là đến bây giờ này. Nhưng mà hình như là ai cũng bỏ hết rồi. Vì sao họ lại bỏ? Công nghệ mới là bảo quản chất lượng tốt hơn mà sao lại bỏ? Bởi vì tốt hơn nhưng mà cái giá cả là nó không hợp lý á. Không đủ cái công sức của anh em nó bỏ ra để nó làm. Khi mà làm con cá đó kỹ thuật nó phải có, chứ không phải là như con cá bươi đá bình thường. Em có camera em trước hết. Ví dụ như con cá bình thường, con cá mà khi mà lên em để đó rồi em bắt con cá khác được. Nhưng mà con cá đây em lên làm là em phải giết con cá chết liền, xả tiết đồ ra đàng hoàng. Còn nếu mà muối con cá bình thường là em không còn làm cái khâu đó. Giá cả không hợp lý chỉ là một cách nói. Thực tế, cá ngừ đại dương bà con đánh bắt về đều được các chủ vựa thu mua theo dạng xô. Chất lượng chỉ được kiểm tra sơ sài qua cảm tính. Bảo quản bằng công nghệ ABC cũng thế, mà công nghệ XYZ cũng vậy. Chỉ cần đừng quá tệ, chứ quá ngon cũng không để làm gì. Trong khi đó, dù tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của tỉnh Bình Định được hỗ trợ 50% kinh phí, mức tối đa 130 triệu đồng một tàu khi thực hiện quy trình công nghệ ứng dụng khí nitơ nano trong bảo quản sản phẩm cá ngừ đại dương,
theo quyết định 83 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, thì chủ tàu vẫn phải bỏ ra thêm từ 170 đến gần 200 triệu đồng nữa. Giữa cái người bán và cái người đánh bắt thì chưa có phân biệt được chất lượng cá tốt và cá không tốt, nên là họ mua theo chung một giá. Do đó là các chủ tàu họ không có mạnh dạn để mà đầu tư cái công nghệ này. Còn đối với các tàu mà đã ứng dụng công nghệ nano cách đây khoảng 3 năm thì hiện giờ vẫn còn cái hầm bảo quản, nhưng mà cái cách mà thực hiện đánh bắt theo cái công nghệ này thì họ không thực hiện được. Giá các ngư đại dương hiện nay đang được các chủ vựa thu mua từ tàu khoảng 90.000 một kg. Giá cá thấp khiến cho ngư dân càng mong muốn lấy số lượng để bù bớt vào phí tổn. Nhưng chuyến nào trúng thì thường mất giá. Hơn nữa, đánh bắt nhiều thì nguồn cá càng ít dần, không còn phong phú như trước. Một vòng luẩn quẩn đã và đang diễn ra. Bài toán dùng công nghệ bảo quản để nâng cao chất lượng cá, từ đó nâng cao giá bán, bị vướng ở khâu thu mua, xuất khẩu. Câu chuyện cam kết thu mua cao hơn 10 giá nếu bảo quản bằng công nghệ Niter Nano không tồn tại lâu, cho thấy chuỗi liên kết giá trị mất cân bằng và lỏng lẻo. Cái Nano đó cũng có nhiều công ty vô đầu tư, nhưng mà rồi thấy nó cũng vậy, cái công nghệ đó nó cũng không hơn gì lắm. Tại vì nó đi cái thời gian bảo quản của cái Nano đó thì nếu mà nói thì tôi vô đây tôi thấy nhiều chiếc người ta có một đồng rồi, nhưng mà cái giá cả thì nó hơn 10 giá rồi vậy thôi, nhưng mà nó không được nhiều, chất lượng nó cũng không có, nên rồi người ta cũng bỏ cái đó mất rồi. Bây giờ cứ bình thường vậy đó. Mình đến nay cũng như mình làm dịch vụ ăn qua hồng thôi. Chính vì thế mình cũng phụ thuộc cái giá thu mua của họ đúng không? Thì họ cho mình cái giá nào thì mình nhận giá đó, chứ mình đâu có quyết định được cái giá bên nước ngoài được. Khâu tiêu thụ lâu nay vốn là khâu yếu trong chuỗi sản xuất nông nghiệp của nước ta nói chung, chứ không riêng gì mặt hàng cá ngừ đại dương và cũng không riêng gì các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Sản xuất ra mà không biết bán cho ai, bán được giá bao nhiêu thì khác nào đánh bạc. Thực tế là bà con nông dân, ngư dân phó thác cho may rủi đã quá lâu nên có vẻ đã quen rồi. Rất cần một cơ chế gắn liền quyền lợi và trách nhiệm giữa cung và cầu, giữa sản xuất và tiêu thụ, mà chất keo kết dính chính là nhà nước. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là kêu gọi các cái doanh nghiệp để mà họ gắn thành một cái chuỗi, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà họ chế biến sâu, họ nâng cái chất lượng, họ giữ được cái chất lượng của cả người, giống như đi xuất khẩu ở các nước nhưng mà dưới hình thức là cấp đông nhanh và ra hàng, nó là giống như ca tư, để mà nâng cao được cái giá trị thì lúc đó thì doanh nghiệp họ sẽ mua theo cái chất lượng con cá người mà người dân khai thác, thì lúc đó thì người dân mới mạnh dạn đầu tư để mà mang lại hiệu quả. Thứ hai nữa phải nói rằng là tiếp tục chúng tôi sẽ tham mưu ban tỉnh xây dựng một cái chợ đấu giá cá ngừ ở cảng cá Tam Quan, để chúng ta làm thế nào từng bước giống như một số nước là chúng ta đưa con cá lên, chất lượng con cá như thế nào thì cái giá bán đấu giá bán nó cao như vậy, thì lúc đó thì mới giải quyết được vấn đề là đầu ra và cho biết được cái chất lượng và song hành đối với việc là hiệu quả của doanh nghiệp, hiệu quả người dân trong thời gian sắp đến. Một vấn đề khác ở tầm vĩ mô và tưởng chừng như không liên quan nhưng cũng có tác động không nhỏ đến việc đầu tư phát triển công nghệ mới trong khai thác và bảo quản thủy sản nói chung, đó là việc mãi sau 7 năm mà Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC khiến cho xuất khẩu thủy sản của nước ta gặp nhiều khó khăn. Trong khi chờ sự ra đời của một trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương tại cảng cá Tam Quan hay một cảng cá nào đó ở miền Trung để ra bán chủ yếu dựa vào chất lượng con cá, những ngư dân như Nguyễn Văn Trạng vẫn ra khơi. Họ mong sớm có một ngày được ứng dụng công nghệ mới bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình để cho cá ngừ đại dương của Hoài Nhơn thành thương hiệu chủ lực của đất biển miền Trung. Công nghệ hỗ trợ cho sản xuất, công nghệ càng hiện đại, tiên tiến thì sản xuất càng hiệu quả. Nhưng vẫn có những rào cản mà chỉ công nghệ cao không thôi là chưa đủ. Cho nên con đường để nông nghiệp thông minh, nông dân hiện đại thẳng bước vẫn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ nhiều phía. Và chuyên mục Nông dân hiện đại của chúng tôi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng NPK Phú Mỹ, Cali Phú Mỹ đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.